Sau khi nhà Tần sụp đổ, các cuộc chiến liên tiếp diễn ra giữa các nước từ năm 206 đến năm 202 trước công nguyên, gọi là thời Hán Sở tranh hùng. Lưu Bang là người giành thắng lợi cuối cùng, trở thành vị vua đầu tiên của nhà Hán. Sự ra đời của nhà Hán được lịch sử ghi nhận có sự góp công rất lớn của ba người dưới trướng Lưu Bang: Mưu sĩ Trương Lương, đại tướng quân Hàn Tín và thừa tướng Tiêu Hà. Đương thời gọi ba người họ là Hán Sơ Tam Kiệt. Đế quốc mới vẫn giữ lại nhiều phần của cơ cấu hành chính cũ thời nhà Tần, nhưng giảm sự cai trị tập trung đi một chút bằng cách lập ra các công quốc chư hầu ở một số vùng để có được thuận lợi về chính trị. Sau khi lập nên triều Hán, Hán Cao tổ chia nước thành nhiều tiểu quốc phong kiến để thỏa mãn một số đồng minh của ông, mặc dù ông đã sắp đặt kế hoạch để trừ khử họ một khi ông đã củng cố xong quyền lực. Năm 195 trước công nguyên, Lưu Bang qua đời sau 12 năm ở ngôi. Thái tử Lưu Doanh kế vị, tức Hán Huệ Đế, hoàng hậu của Cao tổ hoàng đế là Lã Hậu trở thành hoàng thái hậu, giữ toàn quyền trong triều đình. Lã Hậu từ khi Cao tổ còn sống đã là người có uy quyền, giúp Cao tổ dẹp trừ các công thần như Hàn Tín, Bành Việt. Khi Cao tổ qua đời, trong triều người người đều phục, không ai dám trái. Vì Hán Huệ Đế kế vị khi còn nhỏ, Lã Thái Hậu sợ các tướng không phục sẽ làm loạn, do đó bàn mưu với Thẩm Tự Cơ định giết chết các công thần. Tướng Lịch Thương biết tin đó, khuyên Thẩm Tự Cơ nên can Lã Thái Hậu không thực hiện ý định này, vì sẽ kích động các tướng đang cầm quân ở ngoài làm phản. Thẩm Tự Cơ vội đi nói với Lã Thái Hậu. Lã Thái Hậu nghe ra, bèn thôi ý định đấy, vì vậy không xảy ra biến cố nào. Trong thời gian điều hành của mình, Lã Thái Hậu là người nhẫn tâm và cứng rắn, bà cho sát hại Thích Phu Nhân, sùng phi của Hán Cao Tổ và Triệu Vương Lưu Như Ý, con của Thích Phu Nhân. Đối với những người con khác của Hán Cao Tổ, bà cũng nhiều lần gây sức ép, thậm chí khiến họ phải chết như Triệu Vương Lưu Hữu, Lương Vương Lưu Khôi. Năm 188 trước công nguyên, sau nhiều năm làm hoàng đế bù nhìn, Hán Huệ Đế lâm bệnh qua đời khi mới 22 tuổi. Trương Yên, hoàng hậu của Huệ Đế không có con. Theo sử ký, Lã Thái Hậu mang một đứa trẻ giấu kín vào cung, giả cách rằng Trương Yên có chửa và đến ngày sinh ra đứa bé. Khi Huệ Đế mất, đứa trẻ được đưa lên ngôi, sử gọi là Hán Tiền Thiếu Đế. Bà vẫn nắm quyền điều hành triều chính. Nhiều người con của Cao Tổ hoàng đế bị bà sát hại. Năm 184 trước công nguyên, Hán Tiền Thiếu Đế dần lớn lên, nghe cung nhân nói mẹ mình bị Lã Thái Hậu giết bèn sinh ra oán hận. Lã Thái Hậu sợ, bèn bắt giam lại vào cung rồi bỏ đói cho đến chết. Không ai dám ngăn cản, bà bèn lập một người con khác của Huệ Đế là Thường Sơn Vương Lưu Nghĩa, tức Hán Hậu Thiếu Đế làm hoàng đế, tiếp tục cầm quyền chính trong triều. Năm 180 trước công nguyên, Lã Thái Hậu mắc bệnh nặng. Biết mình không qua khỏi, bà phong cháu Lã Lộc làm thượng tướng quân, thống lĩnh Bắc quân, cho Lã Sản làm tướng quốc, thống lĩnh Nam quân, khống chế lực lượng hộ vệ trong hoàng cung. Sắp xếp xong, bà qua đời, thọ 61 tuổi. Nhưng Lã Lộc và Lã Sản không phải là đối thủ của các đại thần khai quốc nhà Hán như Trần Bình, Chu Bột. Hai người Trần, Chu đã làm binh biến giết hết các tướng họ Lã, mà Lã Thái Hậu dựng lên để lấy lại thiên hạ cho họ Lưu. Sau khi dẹp loạn họ Lã, các đại thần mời đại vương Lưu Hằng, con trai thứ của Cao Tổ hoàng đế. Lưu Hằng kế vị tức Hán Văn Đế, mở ra thời kỳ thịnh trị yên bình dài lâu cho triều đại nhà Hán. Hán Văn Đế là vị vua chú trọng việc giảm nhẹ thuế khóa và lao dịch cho nhân dân. Nhờ chính sách phát triển nông nghiệp, mùa màng bội thu nên việc giảm thuế cũng không làm vơi ngân khố. Sang năm 167 trước công nguyên, ông lại hạ lệnh cho dân được miễn trừ thuế ruộng cả năm. Đây là trường hợp ít có trong lịch sử Trung Quốc. Đối với thuế thân, ông cũng cho giảm từ 120 tiền xuống còn 40 tiền. Với việc lao dịch, trước đây mỗi năm người dân phải đi một lần, ông ban chiếu giảm xuống còn 3 năm một lần. Mỗi khi có thiên tai, ông thường ra lệnh cho chư hầu không cần tiến cống. Trong giai đoạn đầu, nhà Hán đang ở thời kỳ khôi phục kinh tế, tài chính và vật tư đều thiếu thốn. Trước bối cảnh đó, Hán Văn Đế chi dùng rất tiết kiệm. Ông trở thành vị vua tiết kiệm nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Lúc này ở phương Nam, Triệu đã lập ra nước Nam Việt, xưng bá một phương, tự xưng hoàng đế. Thời Hán Cao Hậu còn tại vị, triều Hán đã nhiều lần cử binh đánh dẹp nhưng đều đại bại. Đến thời Hán Văn Đế, ông chủ trương đối đãi mềm dẻo với Triệu Đà. Biết mồ mả tổ tiên Triệu Đà ở Chân Định, ông sai người đến trông coi mồ mả cho tổ tiên Triệu Đà, một năm 4 lần tế lễ trọng thể, lại phong quan tước cho Chu Bác, anh em Triệu Đà. Nhân Lục Giả là người từng đi sứ Nam Việt thời Hán Cao Tổ, ông sai Lục Giả đi sứ Nam Việt lần nữa để thuyết phục Triệu Đà, thần phục nhà Hán như trước. Triệu Đà dần cảm phục Hán Văn Đế, lại xưng thần với nhà Hán như trước, lãnh thổ phương Nam được yên bình. Năm 157 trước công nguyên, Hán Văn Đế qua đời, thọ 46 tuổi, tại vị được 23 năm.
con trai là Thái tử Lưu Khải kế vị, tức Hán Cảnh Đế. Hán Cảnh Đế tiếp tục chính sách của Văn Đế, nhà Hán lại được giai đoạn thịnh trị, thời kỳ Hoàng Kim này được gọi là Văn Cảnh Chi Trị. Khi Hán Cảnh Đế lên ngôi, ông thấy rằng duy trì chế độ thiết lập chư hầu của Hán Cao Tổ sẽ gây ra nguy hiểm cho chính quyền nhà Hán, bèn nghe lời Tiều Thố ra sức thu hẹp quyền lực của các chư hầu. Khi nghe tin bị tước bớt đất đai, Ngô Vương Lưu Tị rất tức giận, bèn phát binh làm phản. Để có thêm vây cánh, Lưu Tị kêu gọi các chư hầu khác hưởng ứng, với danh nghĩa là diệt trừ gian thần Tiều Thố, làm sạch chỗ cạnh vua. Sáu nước ủng hộ Ngô Vương hợp lại thành bảy nước gồm có Ngô Vương Lưu Tị, Sở Vương Lưu Mậu, Triệu Vương Lưu Toại, Tế Nam Vương Lưu Tịch Quang, Chi Xuyên Vương Lưu Hiển, Giao Tây Vương Lưu Ngang, Giao Đông Vương Lưu Hùng Cừ. Sự kiện này được gọi là loạn bảy nước. Hán Cảnh Đế bèn ra lệnh cho Chu Á Phu, con trai của Chu Bột, lãnh đại quân đánh dẹp các nước chư hầu. Dẹp xong loạn bảy nước, Hán Cảnh Đế ra lệnh xóa bỏ nước phong của các chư hầu này, đưa đất đai về dưới quyền quản lý trực tiếp của Hoàng Đế. Ngoài ra, ông còn tiến hành chỉnh lý địa giới một số nước chư hầu, thu nhỏ quyền lực của họ. Năm 141 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế qua đời, thọ 47 tuổi, ở ngôi được 23 năm. Thái tử Lưu Triệt lên kế vị, tức Hán Vũ Đế, nhà Hán bước vào một giai đoạn mới. Hán Vũ Đế Lưu Triệt là con trai thứ 10 của Hán Cảnh Đế. Thời trẻ, Lưu Triệt giành được ngôi thái tử của anh trai Lưu Vinh, nhờ vào cuộc hôn nhân cùng với Trần A Kiều, con gái của cô ruột ông là Quán Đào công chúa. Năm 141 trước công nguyên, sau cái chết của cha, ông bước lên ngôi hoàng đế và cai trị khoảng 54 năm. Ông là vị hoàng đế trị vì lâu nhất trong các hoàng đế nhà Hán, và lâu nhất ở Trung Quốc từ sau đời Tần Chiêu Tương Vương đến trước đời Khang Hy. Ông được đánh giá là vị hoàng đế tài ba, đã làm nhiều việc củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài. Dưới thời trị vì của ông, nhà Hán đã phát triển lớn về chính trị và quân đội, tiến hành các cuộc xâm lược vào Vệ Mãn Triều Tiên, Dạ Lang, Hung Nô, Nam Việt, Mân Việt, Đông Âu, kết thân và thiết lập quan hệ với các nước ở phía Tây, mở rộng lãnh thổ phía Đông đến bán đảo Triều Tiên, phía Bắc đến vùng sa mạc Gobi, phía Nam tới miền Bách Việt và phía Tây vươn ra tận Trung Á. Nước Nam Việt, trong đó bao gồm lãnh thổ miền Bắc Việt Nam bây giờ, từ đó thuộc quyền cai quản của nhà Hán. Về cuối đời, do tin vào thuật trường sinh bất lão, ông đã tiêu tốn rất nhiều vàng bạc để đi tìm thuốc trường sinh và tin dùng gian thần Giang Sung, dẫn đến vụ án Vu Cổ vào năm 91 trước công nguyên. Cuối cùng Hán Vũ Đế tỉnh ngộ ra rằng những chuyện yểm bùa phần nhiều do Giang Sung bày đặt ra, nên bắt giết cả nhà Giang Sung. Hán Vũ Đế lập người con út là Lưu Phất Lăng làm hoàng thái tử. Lúc đó, ông cảm thấy thái tử còn trẻ mà mình không sống được bao lâu nữa, sợ sau khi mình chết, Phất Lăng kế vị thì Câu Giặc phu nhân, mẹ ruột của thái tử sẽ được làm hoàng thái hậu nhiếp chính, thao túng triều cương. Hán Vũ Đế bắt Câu Giặc phu nhân phải chết, Lưu Phất Lăng được giao cho Ngạc Ấp công chúa, con gái của Hán Vũ Đế nuôi dạy. Tháng 3, năm 87 trước công nguyên, Hán Vũ Đế mất, thái tử Lưu Phất Lăng lên ngôi, tức là Hán Chiêu Đế. Vua mới tuổi còn nhỏ, được đại tư mã Hoắc Quang giúp sức. Trong triều bấy giờ được điều hành bởi ba người là Hoắc Quang, Thượng Quang Kiệt và Kim Mật Đê. Triều đình nhà Hán tiếp tục sự ổn định. Năm 80 trước công nguyên, xảy ra sự biến chính biến nguyên phục, Thượng Quang Kiệt âm mưu lật đổ Chiêu Đế bị phát giác, xử tử cả dòng tộc, Hoắc Quang một mình thao túng triều chính. Hoắc Quang là người chính trực, nghiêm minh, đề cao nho giáo, một mực cung kính Hán Chiêu Đế, không có lòng mưu phản như Thượng Quang Kiệt. Bản thân Hán Chiêu Đế cũng là vị hoàng đế có tài, ông ra sức khôi phục kinh tế, quân sự và xã hội sau thời gian bị tàn phá vào cuối đời Hán Vũ Đế. Năm 74 trước công nguyên, Hán Chiêu Đế qua đời sau 13 năm cai trị, không có con nối dõi. Hoắc Quang lại chọn người cháu nội của Hán Vũ Đế là Lưu Hạ lên kế vị, nhưng Lưu Hạ lại là người dâm loạn vô đạo, ăn chơi sa đọa, làm nhiều việc thất đức, không lo việc triều chính, quan hệ với các cung nữ của Hán Chiêu Đế, lấy xe của Thượng Quang Hoàng Thái Hậu cho nô tỳ dùng, khiến các phép tắc trong triều bị đảo lộn. Chỉ trong 27 ngày, Lưu Hạ đã làm tất cả 1127 việc xấu. Hoắc Quang thấy vậy muốn phế đi, bèn dâng thư lên Thượng Quang Hoàng Thái Hậu. Lưu Hạ bị phế truất, Hoắc Quang thương nghị với các đại thần và cuối cùng quyết định chọn người cháu chắt của Hán Vũ Đế là Lưu Bệnh Dĩ lên làm hoàng đế, tức Hán Tuyên Đế. Năm 73 trước công nguyên, Hoắc Quang trả lại quyền làm chủ cho Tuyên Đế, tuy nhiên ông vẫn giữ một quyền hành nhất định trong triều. Năm 68 trước công nguyên, Hoắc Quang mất, dòng họ Hoắc lúc đó vì muốn Hoắc Thành Quân lên ngôi hoàng hậu, đã giết chết cung ai hoàng hậu Hứa Bình Quân của Tuyên Đế, khiến Tuyên Đế quyết tâm trừ họ Hoắc. Hơn 1.000 người trong gia tộc và liên quan của họ Hoắc bị sát hại.
Sau vụ án họ Hoắc, Hán Tuyên Đế chỉnh đốn lại triều đình, khôi phục kinh tế. Về đối ngoại, ông tiếp tục giữ vị thế hòa Hán và giao lưu. Đối với Hung Nô, Tuyên Đế tiếp tục sự cường thế có được từ thời Hán Vũ Đế. Sau hai đời Hán Chiêu Đế, Hán Tuyên Đế, quốc gia Đại Hán đã khôi phục lớn về kinh tế, vốn đã bị tàn phá rất nặng sau nhiều năm chinh chiến dưới thời Hán Vũ Đế. Thời kỳ yên bình và phồn vinh này được gọi là Chiêu Tuyên Trung Hưng. Nhà Tây Hán dưới thời Hán Nguyên Đế, Hán Thành Đế, Hán Ai Đế, Hán Bình Đế đều dần dần trở nên suy yếu. Trong triều đều bị ngoại thích thao túng. Từ thời Hán Thành Đế, ngoại thích họ Vương, dòng họ của Hiếu Nguyên Hoàng hậu Vương Chính Quân, hoàng hậu của Hán Nguyên Đế đã là trọng thần trong triều, thao túng toàn bộ triều đại của Hán Thành Đế. Cuối cùng vào năm 8, Vương Mãng, là một quý tộc xuất thân từ dòng dõi ngoại thích họ Vương, đã dần nổi lên và cướp ngôi nhà Hán, lập ra nhà Tân,